Đây. Nên mình sẽ khám phá vườn rau, đi tham quan vườn rau của mẹ mình nhé. Ơi, có nhà kia này, con chó này, chó nuôi tới 2 chọt. Đây, trên vườn rau của mẹ mình có nuôi gà này, con gà, ôi chó, này này xuống đi chó, xuống. Dễ thương lắm. Dễ thương lắm. Con này gọi là lùn vì nó lùn lắm. Đây là giống chó nhùn này. Nhùn. Con nuôi gà này. Ai đó? Nuôi gà phát trứng đủ. Đủ cho nhà dùng. Con gà đã đẻ trứng rồi kìa. Đẻ trứng rồi. Trứng này bà không lấy trứng ra nó đạp nữa, không lấy trứng nó đạp nát hết. Còn đây là vườn rau trên sân thượng của mẹ mình đây. Rau à? Rau của bà đó con. Mẹ mình rất là mát tay này, bà trồng rau thì tốt ơi là tốt luôn, mà mình lại không trồng được. Mẹ tiến thôi. Tiến là con của mẹ thôi mà không trồng được rau như mẹ. Mà trồng rau đủ ăn thôi. Để ngày nào cũng có rau để ăn đó mà. Rau mầm rồi, rau cải mầm này. Cây su... Hả? Hả? Su sâm nè. Bên này thì mẹ có trồng cái này là cái rau dọc mùng này, cái rau này để nấu canh chua nè. Ngày xưa mẹ mình nuôi lớn mình bằng chính những lần đi bán rau buổi sáng nè, trước khi đi làm. Đây là cây hẹ này. Hẹ lâu lâu nấu canh thì cần một xíu thôi. Còn đây là cây gì đây? Cải ngọt. Nhìn giống như là cây cải cũ mẹ mới gieo. Hả? Bể trứng rồi. À, bể trứng rồi hả? Trứng, đúng rồi, trứng bể rồi. Đây cây mướp nè. Wow. Mướp của mẹ nè, mướp của mẹ lên hoa rồi đó. 1 2 3 4 5 6 7. Ôi. Cái mướp mới bé cái xíu mà quá trời quả luôn. Đây là bí này. Bí. Ừ. Đây là cây bí. Cây bí. Ừ, bí này mắc đọt này. Đây là lại là cải nữa. Cải này là giống cải khác. Đồ. Đó, bí này, mồng tơi nè. Còn đây là cây rau cải xoăn. Rau cải xoăn này ép nước uống hoặc là ép nước uống hoặc là nấu canh ăn rất là ngon nha. Còn đây là cây bồ công anh để mẹ làm thuốc. Còn đây là cái gì nhỉ? Rau cải xoăn như là giống của Nhật Bản hay sao á, nhớ không nhầm là vậy. Trông về các loại rau thì mình ít lắm. Còn đây là một khóm hẹ. Khóm hẹ đã lâu rồi. Đây hẹ nè. Hẹ nữa nè. Hẹ đẹp ơi là đẹp nè, lung linh luôn, tuyệt vời luôn. Rau diếp cá nè, khi cần ăn rau sống thì chỉ cần ngắt vài đọt là có thể có một bữa rau sống rồi đó. Còn đây là một nụ rau đắng. Rau má. Ừ, đây là rau má. Rau má đâu con? Rau má đây. Ừ, rau má đây nè. Ở đây nè. À, đây là cây mướp đắng nè. Cây mướp đắng của mẹ này chỉ ra ít kìa. Mới bé xíu mà có trái có chừng nè. Đó, có trái để ăn rồi đó. Ồ, hay dạ. Còn đây là mồng tơi nữa này. À, trước này thì bà có trồng một số cái cây. Nói chung là mẹ mình tận dụng tất cả những thứ mà có được ở trong nhà để trồng cây, để trồng trồng rau. Mẹ mình đã từng làm trong VNPT, nhưng mà khi về nên mẹ đã về hưu được 6-7 năm rồi đó. Đây, những cái bao này để mẹ trồng cải mầm này, cũng là cải mầm nữa.
Cây ổi nè, cây cải xoăn nè, ổ sâu nè. Mẹ mình đặc biệt là không có dùng chút, một chút thuốc trừ sâu nào, cho nên là chỉ để ăn thôi. Còn lâu lâu quý ai thì mới biếu đi một ít, để ai tới chơi thì mẹ sẽ biếu một ít rau để dùng. Ê dạ. Sở thích duy nhất của bà đây là có một cái khu vườn thật là lớn để bà có thể trồng được tất cả các loại rau cho gia đình, để gia đình có rau ăn. Chung là mẹ mình rất là thích trồng rau, không có thứ rau mà mẹ mình không trồng được hết. Mình rất tự hào về mẹ mình. Ở đây không phải xung quanh là thật là tuyệt vời. Bên kia đứng nhìn từ trên lầu, nhìn qua bên kia là Lotte Max, Honda, ô tô Biên Hòa. Và ở bên kia đường thì mẹ cũng có tận dụng để trồng cây trùng ngây kìa. Đó, mấy cây trùng ngây theo hướng tay mình chỉ á, có hoa rồi, có quả luôn này. Hồi xưa người ta đồn cây trùng ngây có giá trị dinh dưỡng cao, cho nên là mình cũng học mang về mấy cây trồng cho có với người ta. Giờ cây nó cao là cao rồi, chung là ăn cũng ít ăn lắm. Nhiều người biết thì họ ăn thôi. Còn ở dưới cái cây trùm ngây đó là cây cà gai leo, nó có tác dụng chữa bệnh gan này, mình làm thuốc mát gan. Đấy, theo hướng tay mình ở dưới kia là mẹ mình đang trồng cải thì phải, xanh tươi á, xanh âm mà. Ở nhà mình cũng có một vài chậu nhưng mà đi làm sáng mình chiều về nó khô héo hết. Chung mọi chuyện ra trong gia đình đều do tay mẹ làm nên. Mẹ mình thì rất là khó tính, bà ít khi nói chuyện tình cảm, nhưng mà mình cảm nhận bà rất là thương con và chăm lo cho gia đình. Cho tới giờ ở trong công ty vẫn có một số người khi gặp mình thì hỏi thăm tới bà và cuộc sống của bà hiện tại.